Padabang không phục, mách lẻo AFC sau khi bị loại, U23 Việt Nam ngay lập tức bị kiểm tra doping, kết quả khiến tất cả thỏa mãn. Nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan đã chính thức bị loại ngay vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam xuất sắc hạ gục U23 Malaysia 2-0 để cùng với nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc tiến sâu vào tứ kết. Sau trận, trưởng đoàn Padabang đã chỉ ra những lý do khiến U23 Thái Lan bị loại sớm. Việc phải thay đổi tới 5 cầu thủ trong trận đấu với Hàn Quốc đều có nguyên nhân. Thời tiết tại Uzbekistan thì đều rất nóng, trong khi lịch thi đấu thì bị xếp quá dày và liên tiếp nhau. Những mệt mỏi của các cầu thủ đã được tích tụ từ lâu khiến họ không thào có một thể lực tốt được. Mà sau khi đội ngũ y tế đánh giá kỹ lưỡng tình trạng của các cầu thủ U23 Thái Lan trước trận với Hàn Quốc và thảo luận với ban huấn luyện, chúng tôi đành phải để nhiều người nghỉ ngơi, ngăn ngừa chấn thương. Đây chính là giải pháp tốt nhất cho các cầu thủ. Cũng giống như Padabang, là ông Srimakha cũng cho rằng U23 Thái Lan thất bại là do không có được lực lượng mạnh nhất. Võ chiến được cho là thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do dính chấn thương và suy giảm thể lực dẫn tới kết quả của trận đấu với Hàn Quốc không như mong muốn. Tuy nhiên, lý giải của Padabang và Srimakha lại không được lòng truyền thông Thái Lan. Nhiều tờ báo xứ sở Chùa Vàng cho rằng U23 Việt Nam cũng đã gặp khó khăn vì vấn đề thực phẩm dẫn tới kiệt sức. Hay là Hàn Quốc thì cũng không quen khí hậu, nhưng họ đã thi đấu rất tốt. Thậm chí Việt Nam đã đá kiên cường khiến các đối thủ của chúng ta nghi ngờ rằng thầy trò huấn luyện viên Gong Ki-win dùng trò tiểu xảo. Sau trận, AFC đã yêu cầu hai cầu thủ của Việt Nam đi kiểm tra doping, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Doanh Trung là người đã nhận chỉ định từ AFC. Hoàng Anh và Doanh Trung thì không ra sân ở trận gặp Malaysia, tuy nhiên điều này do AFC bốc thăm ngẫu nhiên. Mặc dù không thi đấu, nhưng cầu thủ đó vẫn phải kiểm tra doping nếu AFC thông báo tới đội bóng chủ quản. Trước đó, thì trận hòa Hàn Quốc, Khuất Văn Khang đã bỏ lỡ buổi họp báo do phải tiến hành kiểm tra doping. Việc kiểm tra doping này là điều bình thường sau mỗi trận đấu quốc tế. Trở lại với diễn biến trận đấu, người đem về bàn thắng cho chúng ta là đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh và Nhâm Mạnh Dũng. Trong khi đó, danh hiệu xuất sắc nhất lại thuộc về tiền vệ Nguyễn Hải Long. Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Hải Long đã là lần đầu tiên được ông thầy người Hàn Quốc điền tên trong danh sách 11 cầu thủ đá chính. Và không phụ lòng người thầy của mình, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã thi đấu đầy ấn tượng và được lựa chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Cùng với đó, U23 Việt Nam sẽ đánh bại được những chú hổ Mã Lai và giành vé đi tiếp. Chia sẻ sau chiến thắng 2-0 thì Hải Long cho biết, thời gian qua, tôi đã trải qua rất nhiều thử thách và ít được thi đấu. Tuy nhiên, ở trận đấu này, tôi đã được huấn luyện viên Gong Ki-win trao cho cơ hội đá chính. Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực hết khả năng để có được một vị trí chính thức trong những trận đấu tiếp theo. Về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận thì tôi khá bất ngờ. Tôi tin rằng U23 Việt Nam có những cầu thủ xuất sắc hơn tôi. Tôi đã ghi bàn nhưng U23 Việt Nam đã chiến thắng và góp mặt ở tứ kết. Đây mới là điều quan trọng. Nguyễn Hải Long được xem một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam sau khi câu lạc bộ Than Quảng Ninh tuyên bố giải thể. Tiền vệ sinh năm 2000 đã gia nhập Hà Nội FC với kỳ vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống của người đàn anh Quang Hải. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài, Hải Long lại không được thi đấu nhiều. Cầu thủ này thậm chí thì không có trong danh sách tập trung ban đầu để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tại câu lạc bộ Hà Nội, Hải Long thì cũng chưa tìm được chỗ đứng. Trước mắt Hải Long và các đồng đội sẽ là một trận tứ kết dự báo đầy khó khăn. Đối thủ của Việt Nam đến thời điểm này thì vẫn chưa được xác định và phải chờ bảng D thi đấu. Còn với U23 Thái Lan tiếp tục nhận niềm đau từ U23 Việt Nam sau thất bại đáng xấu hổ tại SEA Games. Kỳ vọng của người hâm mộ với voi chiến là cực kỳ cao trước thềm U23 châu Á. Tuy nhiên, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Ngay từ khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á, rất nhiều người hâm mộ của U23 Thái Lan đã đặt ra những câu hỏi nghi ngờ về năng lực của Srimakha. Giới một điều của xứ Chùa Vàng cho rằng ông này không có sự sáng tạo trong chiến thuật và chịu áp lực kém. Đây cũng là lý do tại sao mà chiến lược gia sinh năm 1971 không được Padabang trọng dụng tại SEA Games 31. Và cũng phải tới trận vòng chung kết U23 châu Á, nhà cấm quân này thì mới được trả chiếc ghế nóng từ tay ông Poking. Độ tín nhiệm của Srimakha sớm đã bị suy giảm trong mắt người hâm mộ, khi ngay trong trận gặp Việt Nam thì đã để suy thua. Dù mọi thứ được trấn an sau chiến thắng trước Malaysia, tuy nhiên thất bại trước U23 Hàn Quốc và sớm bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á dường như đã làm cho giọt nước tràn ly. Và làn sóng giận dữ của người hâm mộ lại một lần nữa hướng về ông Srimakha. Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, rất nhiều người hâm mộ đã đồng loạt lên tiếng đòi sa thải Srimakha. Cổ động viên voi chiến tỏ ra giận dữ khi mà không thể chấp nhận được việc đội bóng con cưng của mình liên tiếp núp bóng U23 Việt Nam trong nhiều năm và ở những giải đấu lớn. Làm ơn đưa ông ấy về nhà, chơi bóng hay là một môn thể thao gì đó.
chứ Sri Lanka mà còn dẫn dắt thì chúng ta còn núp bóng U23 Việt Nam lâu thôi. Một người hâm mộ có tên là Sarampol đã viết: Thái Lan thua U23 Việt Nam quá nhiều. Thừa nhận bây giờ họ đã là đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện tại. Tại sao chúng ta không mua lấy vài cầu thủ của họ cho giải quốc nội nhỉ? Rất nhiều đội bóng nước ngoài đang để mắt tới các cầu thủ của Việt Nam đấy thôi. Bóng đá Việt Nam có nhiều người đàn ông như Park Hang-seo, cho nên là họ rất đoàn kết. Còn huấn luyện viên của chúng ta thì sao? Tôi van xin ông Sri Lanka hãy dừng lại. Các cầu thủ Thái Kiều, tài năng nhưng vào tay ông thì mọi thứ đổ bể. Một cổ động viên khác của Thái Lan đã lên tiếng. Hiện tại, Madabang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan thì vẫn chưa ra một bất kỳ thông báo chính thức nào. Tuy nhiên, viễn cảnh Sri Lanka mất đi sự tín nhiệm của mình, thậm chí là bị sa thải thì hoàn toàn có khả năng. Bởi voi chiến thì cũng đang đưa kế hoạch là mang ông Poking cầm quân của đội U23 để có được những sự đồng nhất về chiến thuật với đội tuyển quốc gia. Sau trận thì do không chịu được những lời mỉa mai của cổ động viên Việt Nam, fanpage đội tuyển Thái Lan là Transurf đã chặn tất cả những lượt truy cập có mã IP từ Việt Nam. Và người dùng Facebook ở Việt Nam thì đã không thể tìm thấy hoặc truy cập vào fanpage này. Trong khi đó, fanpage trên Twitter thì vẫn hoạt động và cập nhật những trạng thái bình thường. Động thái cứng rắn của phía Thái Lan được cho là để ngăn chặn những phàn nàn giữa các cổ động viên từ hai bên trong mạng xã hội. Và hiện tại thì vẫn chưa rõ trang fanpage này đã tạm ngừng chặn IP từ Việt Nam từ khi nào. Đây không phải là lần đầu tiên mà người hâm mộ Việt Nam bị chặn bởi trang Transurf. Trước đó tại SEA Games năm 2019, trang chủ của bóng đá Thái Lan thì cũng đã chặn những IP của người Việt Nam. Sau trận thua của U22 Thái Lan trước Indonesia ở SEA Games 30, thì trang này cũng đã thực hiện một hành động tương tự. Toàn đội U23 Thái Lan thì đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, và không chỉ trong nước mà còn cả bạn bè quốc tế. Tại SEA Games 31, huấn luyện viên Poking thì cũng không thể đưa U23 đăng quang ở ngôi vô địch do thất bại trước Việt Nam. Như vậy, hai đại diện đi tiếp ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 đó chính là U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Gồng Ki-win kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng C. Đứng đầu bảng là đội bóng xứ sở Kim Chi. U23 Hàn Quốc thì sẽ có trận tứ kết với đội nhì bảng D vào ngày 12 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin thể thao nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!